Pháp luân đại pháp, chân, thiện, nhẫn. Cuốn sách vén mở những bí ẩn thiên cổ. Của nhân loại và khoa học. Đem lại những cái nhìn mới về vũ trụ. Các cõi không gian, thời gian, thời không. Vật lý và nhân thể học, nguồn gốc của giàu nghèo, nghiệp bệnh, sinh mệnh, ý niệm, năng lượng và tu luyện. Được sư phụ Lý tiết lộ phương pháp tu luyện chân truyền chân chính theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn, giúp con người trị tận gốc của bệnh tật, đau khổ, giữ mãi vẻ đẹp và sống hạnh phúc, là cuốn sách đã thay đổi vận mệnh và tâm hồn của hơn 100 triệu người trên thế giới. Đây là cuốn sách về tu luyện của Phật gia. Là môn tu luyện Phật gia thượng thừa. Ai chưa từng đọc Uổng một kiếp làm người, sách chuyển Pháp Luân hiện tại đã dịch ra 40 ngôn ngữ và phổ truyền tại hơn 140 quốc gia và trên thế giới. Nếu bạn là một triết gia, thì chắc vấn đề tranh cãi của hai trường phái Duy Vật và Duy Tâm luôn làm bạn trăn trở. Vật chất và ý thức ấy, bản chất chúng là gì vậy? Cái gì có trước, cái gì có sau? Cái nào quyết định cái nào? Nếu bạn là một bác sĩ, chắc luôn trăn trở làm sao còn lại có nhiều bệnh tật như vậy? Thế nguyên nhân căn bản của các loại bệnh là gì? Tại sao lại càng ngày càng lắm bệnh nan y như vậy? Có phải những bệnh này thực sự không thể chữa khỏi được không? Sách truyện Pháp Luân sẽ giúp bạn trả lời được đầy đủ các câu hỏi này. Theo học thuyết tiến hóa của Darwin, con người tiến hóa từ động vật mà lên. Vậy vì sao đột biến gen thường tạo ra? Có thể dị dạng thiếu sức sống mà không tạo ra loài khác. Vậy con người thật sự từ đâu sinh ra? Sau khi chết, con người sẽ ra sao? Kiếp sống khác có thật sự tồn tại không? Ngoài ra, vấn đề quan trọng hơn và khó khăn hơn là linh hồn của con người thì học thuyết này hoàn toàn không động chạm đến. Một bộ máy tinh vi chính xác tuyệt đối đến từng tế bào, từng sợi ADN như vậy, thì liệu cái gọi là chọn lọc tự nhiên có thể làm được không? Mà con người không có linh hồn thì có ý nghĩa gì nữa đâu? Tất cả những khúc mắc ấy, bạn cũng đều có thể nhìn thấy câu trả lời trong chuyển Pháp Luân. Có người có thể biết được suy nghĩ của người khác. Có người có thể nói được vận mệnh tương lai. Những công năng này vì sao mà có? Vậy vì sao hàng triệu người trên thế giới vẫn tập Pháp Luân Công gần 20 năm qua? Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp gần 15 năm nay. Mùa thu này là tròn 15 năm. Lợi ích chủ yếu mà tôi thu được nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp đã thay đổi tâm tôi. Đại Pháp giúp tôi có một cái nhìn rõ ràng sáng suốt hơn về cuộc sống này, mục đích của cuộc đời là gì. Tôi bắt đầu sống một cuộc sống chịu theo chân, thiện, nhẫn. Và điều đó đã thay đổi tất cả. Nó khiến mọi thứ quanh tôi và gia đình tôi trở nên hạnh phúc hơn. Khoảng 20 năm trước, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch Hodgkin và lúc đó tôi còn 2 tháng để sống. Nhưng bây giờ tôi đang ở đây, sau 20 năm mà vẫn khỏe mạnh. Tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp này, hay còn gọi là Pháp Luân Công, tiếp tục giúp tôi duy trì sức khỏe về mọi mặt, thể chất, trí tuệ và tinh thần. Nhân dân Hoa Kỳ ủng hộ các bạn. Có một thông điệp tới Bắc Kinh. Chúng tôi ủng hộ mỗi người dân ở Trung Quốc. Tôi muốn các bạn biết, trong tâm hồn, trong trái tim mình, chúng tôi nhận thức rõ
chân, thiện, nhẫn. Các bạn đại diện cho điều tốt đẹp trong vũ trụ này. Những người mới đến để gặp Thủ tướng Trudeau sẽ mang về nước một thông điệp về chân, thiện, nhẫn, được thực hành bởi các học viên trên khắp Canada, vòng quanh thế giới và hàng triệu người tại Trung Quốc. Tôi muốn các bạn biết rằng cá nhân tôi và Đảng Xanh của Canada ủng hộ các bạn. Chúng tôi ủng hộ quyền được làm theo niềm tin của các bạn. Thực hành Pháp Luân Đại Pháp, tập luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Đại Pháp được thực hành và trân quý bởi hàng triệu người tại hơn 114 nước và nhận được hơn 3.000 giải thưởng, Thượng viện New York. Thông qua việc đề cao chân, thiện, nhẫn, hàng triệu người trên thế giới đã được hưởng lợi từ các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, nghệ sĩ Canada Rona Ambrose. Tôi tập Pháp Luân Đại Pháp tới nay khoảng 2 năm và thu được lợi ích từ nhiều phương diện. Tâm trí rõ ràng, thân thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái. Đúng là kỳ lạ, thật sự rất tuyệt vời. Lại còn miễn phí nữa, tôi tự học trên mạng Internet. Ngay khi bắt đầu tập, tôi trở nên điềm tĩnh hơn, tự tin hơn. Tôi sống tốt hơn với mọi người xung quanh. Môn tập đã thay đổi cả cuộc đời tôi. Chúng ta biết thiền định có tác động đến khả năng tập trung. Nó cải thiện chứng rối loạn tăng động giảm chú ý ADHD ở trẻ em và người lớn, trợ giúp tâm trí và cảm xúc của những người bị trầm cảm. Tôi đến từ Hy Lạp, tôi tên là Garish. Tôi tập được 15 năm. Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu, đó là điều tốt đẹp nhất mà tôi từng gặp. Mọi thứ, sự bình yên, nội tâm an hòa, hạnh phúc, sức khỏe của tôi cực kỳ tốt. Tôi không phải gặp bác sĩ trong suốt 15 năm qua, không phải uống viên thuốc nào dù là Aspirin. Tôi muốn nói với khán giả Việt Nam rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Đó là niềm tin chân chính giúp bạn có được cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Một hạnh phúc thật sự đến từ các chuẩn mực đạo đức cao hơn. Từ các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, chân, thiện và nhẫn.